Cô bé 10 tuổi thiết kế vương miện Hoa hậu du lịch bản sắc Việt Nam 2023. Vương miện trị giá 2 tỷ đồng của Hoa hậu du lịch bản sắc Việt Nam 2023 do nhà thiết kế nhí Huỳnh Tiểu My cùng nhà thiết kế Tạ Linh Nhân thực hiện. Vương miện Hoa hậu du lịch bản sắc Việt Nam 2023 với tên gọi đóa hoa tinh khiết lấy cảm hứng bởi hoa sen, tượng trưng cho vẻ đẹp chân, thiện, mỹ của người phụ nữ Việt Nam. Cục nghệ thuật biểu diễn nói gì về khiếu nại liên quan Hoa hậu cải lương như Huỳnh? Vương miện là sự hội ngộ hoàn hảo của hơn 4.000 viên kim cương Moissanite tượng trưng cho hơn 4.000 di tích quốc gia, cùng 128 viên đá quý cubic zirconia cao cấp tượng trưng cho 128 di tích quốc gia đặc biệt với các kích cỡ và hình dáng khác nhau, được tạo nên từ tâm huyết cùng bàn tay tài hoa của các nghệ nhân kim hoàn. Trong khi đó, người đẹp đăng quang Á hậu một nhận tiara trị giá 700 triệu đồng và tiara của Á hậu hai có trị giá 500 triệu đồng. Đây đều là những thiết kế được chế tác từ vàng trắng và đá quý, giúp tô lên nhan sắc của chủ sở hữu. Tại buổi công bố, điều khiến nhiều khán giả bất ngờ chính là việc người sáng tạo nên chiếc vương miện chỉ là một cô bé 10 tuổi, Huỳnh Tiểu My. Cô tự lên ý tưởng, bàn bạc với ekip ban tổ chức lẫn đơn vị chế tác để hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật này. Hoa sen là nguồn cảm hứng để con lên ý tưởng cho chiếc vương miện. Bởi đó là loài hoa rất đẹp tượng trưng cho những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam, nhà thiết kế nhí Tiểu My chia sẻ. Ban tổ chức cũng công bố đại sứ nhân ái đồng hành với cuộc thi Hoa hậu du lịch bản sắc Việt Nam 2023 là người mẫu nhí Bùi Hồ Ái My. Dù chỉ mới 11 tuổi và bận rộn với công việc học tập, song cô bé tin rằng bản thân sẽ làm tốt vai trò truyền cảm hứng về lòng nhân ái khi được ban tổ chức tin tưởng giao phó. Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 7 tại tỉnh Quảng Ngãi nhằm tìm ra cô gái xuất sắc nhất hội tụ đủ các yếu tố nhân ái, xinh đẹp, ở trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm để quảng bá nền du lịch tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung đến với cộng đồng. Hoa hậu Ban Mai lần đầu làm MC cho chương trình thể thao.